Anh có những tiêu chí nào đánh giá một cái video hiệu quả không anh? Để mà đánh giá một cái video hiệu quả thì chúng ta cần phải tuân thủ theo 16 bước bán hàng AIDA áp dụng vào video bán hàng của chúng ta. Và nếu nói ngắn gọn hơn nữa thì video ngắn được cấu trúc qua 5 bước. Bởi vì video ngắn được gọi là đánh giá cao bởi vì nó chỉ dừng lại 59 giây đổ lại. Và thông thường hiệu quả nhất thì nó được 55 giây. Việc chúng ta phải truyền tải thông tin trong 15 giây và nếu tối đa là 59 giây đó đổ lại thì phải được nén lại bằng cấu trúc 16 bước bán hàng AIDA. Tuy nhiên video ngắn thì chúng ta cần phải nén và cắt lại những tính năng lợi ích đem lên trước và chúng ta kêu gọi hành động sau. Thì video ngắn được trải qua 5 bước. Còn video dài thì thông thường không giới hạn thời gian. Tuy nhiên viral lớn nhất và video để được gọi là tốt nhất hiện nay thì từ 7 đến 15 phút, tùy thuộc vào sản phẩm dịch vụ của bạn. Được trải qua 4 bước áp dụng cũng áp dụng vào là 16 bước bán hàng AIDA. Tuy nhiên thì để mà bán sản phẩm giá cao thì chúng ta cần phải video dài hơn bởi vì chúng ta cần đọc và nói thêm, truyền tải thêm những thông tin cũng như lợi ích, thậm chí đào tạo khách hàng trước khi chúng ta bán hàng, đúng không ạ? Thì có rất nhiều khách hàng chúng ta đang có vấn đề và những tính năng lợi ích thì chúng ta cần có một giai đoạn thời gian nào đó chúng ta truyền tải và biết được và truyền tải được thông tin đó đến với khách hàng. Và khách hàng của chúng ta luôn quan tâm đến không phải sản phẩm mà khách hàng của chúng ta thông thường quan tâm đến những gì họ nhận được, những lợi ích mà họ đạt được, sản phẩm mà sau đó họ nhận lại được. Thì đấy là được gọi là cấu trúc của một video bán hàng.